Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Là mai hôm nay mình thấy về mai đế đẹp không nha quý vị ơi. Đế quyết rồi quý vị ơi. Rồi, Tâm kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay Tâm đem lô mai về cô chú anh chị vô xem rồi coi có cây nào dễ ủng hộ giùm Tâm nha. Địa chỉ của Tâm đây là ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Gia Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi có ủng hộ Tâm rồi Tâm chốt tận nơi ship toàn quốc. Rồi mình vào cây đầu clip nè, mình mã số 1 luôn ha em. Dạ. Rồi mã số 1 đây quý vị. Em này cao hết đỉnh nha quý vị, hết đỉnh chắc khoảng tầm là 1m45 ha. Lá ngang em này chắc khoảng tầm 1m rồi quý vị. Này cắt đây. Rồi xương cành đây quý vị. Xương cành đều ha, đặt kẹo luôn. Để luôn. À, để bàn mà chè đều bầu luôn. Rồi cho cái quanh luôn Tâm. Này là tàn đẹp, đế đẹp nha. Quanh 17. Dạ luôn nha em. Mã số 1 là 500. 500 quý vị. Đó, giá cực kỳ yêu thương. Rồi, xuống cây. Cái lô hàng này về tàn đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 2. Đế đẹp. Rồi, mã số 2 thì em này cao tầm khoảng 90. Lá ngang khoảng 70. Tàn gọn gọn. Hai tay cành đều ha, tay cành lực lực không nè. Đế luôn. Đế. Em này thì bốn mặt mình có đủ ha, không có thiếu mặt nào hết trơn ha. Rồi, cho cái quanh luôn. Cho quanh luôn. Quanh 17 luôn. Rồi, cho luôn như đem. Mã số 2 350. 350. Rồi, xuống cây. Giá mini luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 3 luôn. Đây mã số 3 đi quý vị. Rồi, em này cao tầm khoảng 90. Rồi tán ngang khoảng 80. Em này cũng cắt tỉa sơ sơ rồi hả quý vị. Đó, còn số tay cành chưa cắt xong nè. Rồi xương lực ha. Quá xá xương luôn. Để dưới xè đều dưới luôn rồi quý vị. Đây cộng bự bự không nè. Rồi vô quanh luôn Tâm. Quanh 16. Rồi cho luôn như đây Tâm. Mã số 3 là 400. 400. Rồi xuống cây. Rồi mã số 4. Mã số 4 rồi, mã số 4 này cao tầm khoảng là 1m50 nha quý vị. Còn tán ngang khoảng tầm 80 ha. 80 ngang. Rồi đọt chủ đây. Rồi xương cành quý vị ngắm nghía kỹ ha. Xương cành cũng đặt hết trơn nè. Đế. Đó, đế cũng quá xá đế vậy nè. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành 17. 17 hoành. Cho luôn như Tâm. Mã số 4 là 400. Rồi, xuống cây 400 ngàn. Rồi, mã số thì 5 tất luôn. Tất cả các cây là bao ship rồi nha quý vị. Rồi, mã số 5. Rồi, mã số 5 anh này cao tầm chắc khoảng là 1m3. Đá ngang khoảng 70. 70 ngàn. Cao 1m3. Đây xương cành đây quý vị. Xương cành ngang ngang mà khích khích luôn đây ha. Đây à. Về quý vị và cắt tỉa lại cái lạnh đẹp lại liền ha. Rồi để đây. Đó quá xá bù đế đây. Rồi vô hoành luôn Tâm. Hoành 16. 16 hoành. Cho luôn như em. Mã số 5 này 300. 300. Rồi xuống cây. Giá yêu thương không. Mã số 6 luôn. Rồi mã số 6. Rồi mã số 6 thì em này cao tầm khoảng là 1m7 nha quý vị. Tán ngang em này khoảng 70 ha. À, em này xương cành đặt hết trơn. Này về quý vị mà vô kẽm hoặc là dây mình kéo gị gị ra là ok. Đó, đặt hết trơn này ha. Để dưới nè. Đặt hết trơn luôn. Rồi cho cái bành nó luôn ha. Giá thì yêu thương luôn nè. Quanh 15. 15. Để đặt. Mã số 6 là 350. Đó, để đặt kẹo tay cành cũng đặt luôn. Giá thì không le luôn. Xuống cây. Giá có 350 quý vị ơi. Bao ship cho quý vị rồi ha. Quý vị mà có nhã ý xuống tận nhà chở từ tiền ship cho quý vị lại luôn. Rồi em này cao tầm khoảng 80 ha. Tán ngang khoảng 60 nha quý vị. Rồi quý vị nhớ xương cành ha.
Rồi xay xay tiếp luôn. Đó, xương cành đều hết trơn nè. Rồi đế luôn. Rồi mình vô cái hoành nó luôn Tâm. Đế nó nguyệt cũng đều bốn mặt hết trơn. Hoành 17. Rồi 17 hoành. Đế đều, tàn đều, giao luôn như đem. Mã số 7 là 400. 400. Rồi xuống cây. Mã số 8 luôn. Rồi mã số 8. Rồi số 8 này, này cao tầm lấy 1m25. Tán ngang hôm nay khoảng tầm 70 nhưng quý vị. Đó. Rồi đọt chủ đây. Cương cành quý vị ngắm nghía kỹ giúp mình ha. Đây. Đế dưỡng quá xa. Đó, đế quyếp luôn nè, đều trơn ha. Ô, đều cộng bự luôn nè. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 16. 16 hoành. Rồi cho luôn nha Tâm. Mã số 8 này 350. 350 rồi, xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 9 luôn. Rồi mã số 9 thì hôm nay cao tầm 1m4 nhưng quý vị. Này tán ngang chắc khoảng tầm 70 ha. À, này lấy 1m35 thôi. Mét 4 sao về quý vị đo thiếu, 1m35 chắc đủ á. À xương cành này ha. À xương cành cũng kích kích nè. Đế ở dưới nè. Quá xá bồ đế nè. À, đặt kẹo dưới đây nè. À. Rồi, mình vô hoành luôn em. Hoành 14. 14 hoành. Mã số 9. Giá luôn nhiêu đây em? Mã số 9 này 300. 300. Rồi, xuống cây. Giá mini luôn. Rồi, mã số 10. Rồi, mã số 10 nhưng quý vị. Hôm nay cao tầm khoảng 350 hả? Mã số 10, số 10. Này cao khoảng 80 nha quý vị, tán ngang khoảng 60 nha. Rồi xương cành đây quý vị. Rồi xương cành đều đây quý vị ơi nè. Rồi đế luôn, đế đều luôn. Đó, đế quyết quá ha. Rồi mình cho cái hoành em nó luôn. Hoành 16, không 18, 15 đi, 16 yếu, 15 đi. Để quyếp nè. Rồi, giao luôn như Tâm. Mã số 10 là 350. 350, rồi, xuống cây. Rồi, mã số 11 luôn. Rồi, mã số 11 này cao khoảng 1m6, tính hết cái đỉnh luôn nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm 70 ha. Đây, đọc chủ nè ha. Rồi, xương cành luôn đây. Rồi, xây xây luôn. Nhớ xương cành em đó ha. Rồi xuống đế luôn. Rồi mã 11 này giá yêu thương nha anh chị. Cho cái hoành luôn. Giá thì ghi sẵn rồi đó ha. Hoành 14. 14 hoành. Rồi mình báo giá luôn nha Tâm. Hoành giá mà cây này mã 11 là 280. Rồi 280 cho mã số 11. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, 12. 12. Rồi mã số 12 thì em này cao tầm khoảng là 1m2. À, tán ngang khoảng 60 nhưng quý vị. Để đọc chủ rõ ràng đây ha. Xương cành kích 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 luôn. À, kích từ trên xuống dưới luôn. Để luôn. Để đặt hết trơn đây ha. Rồi dừng lại cho cái hoành luôn. Hoành 14. 4 hoành, mã số 12. Mã 12 là 350. 350, rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã 13 mã luôn. 13. Rồi mã số 13 em này cao hết đỉnh chắc khoảng tầm là 1m7 nha quý vị. Tán ngang lấy 70 ha. Khoảng tầm đó nha quý vị. Đây đọc chủ nó nè. Hết cái đỉnh này khoảng 1m7 đây ha. Rồi xương cành cũng kích kích nè ha. Rồi để luôn. À, để có cái củ tròn tròn luôn. Rồi giờ hoành luôn. Hoành 15. 15. Rồi cho luôn như đây. Mã 13 này 400. 400. Rồi xuống cây. Rồi mã 14 tiếp theo luôn. Số 14. Thì tàn gọn gọn về cắt tỉa lại nhưng quý vị, này cũng cắt tỉa sơ sơ rồi ha. Này cao chắc khoảng 80, ngang 70 ha. Này
cắt tỉa gọn gọn lại chắc ngang còn 60, chắc hồi báo ngang 60 đi ha. Rồi mình vô hoành luôn. Nó để thì đặt vô giờ thấy nó rồi đó ha. Hoành 14. Rồi, cho luôn như đây ta. Mã 14 này 208. 208. Rồi, xuống cái. Rồi, tiếp tục luôn ha. Mã số 15 luôn. Mã 15 luôn. Rồi, mã số 15 thì em này cao tầm khoảng là 1m3 nhưng quý vị, thắng ngang ở dưới khoảng 60 ha. Rồi, đọt chủ rõ ràng. Xương cành thì cũng đều đều đấy ha. Đó. Để luôn. Để đây, bốn mặt có đủ. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 15. 15, hoành. Giá luôn như tâm. Mã 15 này 300. 300, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, 16. 16 thì em này cao tầm khoảng 1m2. Tán ngang em này khoảng 80, nhưng quý vị, 80 ngang cao 1m2 ha. Đây xương cành này đẹp nè. Đó, xè ngang khích hang. Rồi xuống đế luôn. Đế đây, đế đó. À, ở trên này có hai ba cộng đế ở trên nó thọc xuống nha. Rồi, mình cho cái hoành ha. Hoành ngay vị trí băng keo nè. 17 hoành. 17 ha. Rồi, vô luôn như đây. Mã 16 này 400. 400 rồi, xuống cây. Rồi tiếp tục luôn, mã số 17 luôn. Ủa, 4,5. Mấy? 4,5. Mã số 16, 4,5 hả? 16, 4,5. 4,5 cái gì? À, 4,5. Rồi, mình chỉnh cái cây cho nó đứng lại cái ha. Mã số 17. Mã 16, 4,5. Rồi, mã số 17 hôm nay cao lấy 90, những vị tán ngang lấy 60 ha. Cao 9,600 xương cành ha. Đều trên đây ha. Rồi để luôn. À, để xèo đều dưới luôn. Gì thích thì để cộng ở trên, còn thích thì cắt cái dưới thằng rễ bạn dưới đẹp ha. Rồi cho cái hoành luôn. 15 hoành. 15 hoành. Rồi cho luôn như ta. Mã 17 là 350. 350. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã 18 luôn. Mã 18. Rồi mã 18 thì em này cao tầm khoảng là 1m nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm 70 ha. Cao khoảng 1m đây. À, xương cành bự bự không nè. Rồi đế luôn nè quý vị. Đế đặt kẹo trên. À, kính bầu luôn. Rồi cho cái hoành luôn ha. Để kính bầu luôn. Hoành 17. 17 hoành. Rồi báo giá luôn nghe. Mã 18 này 450. 450. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 19 luôn. Rồi mã số 19 thì em này cao khoảng 80 như vậy, còn tán ngang em này chắc cũng khoảng 60 ha. Rồi xương cành luôn. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi mình dừng lại mình cho cái hoành em nó luôn. Hoành 15. 15 hoành. Rồi cho luôn như đem. Mã 19 này 250. Rồi 250. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã 20 luôn. 20 lên luôn. Rồi mã số 20. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m3 đi quý vị, lấy 1m3 cho chắc ha. Tăng ngang khoảng 70 ha. Rồi 1m3. Xương cành kích kích luôn. Đó, đặt kẹo luôn ha. À, để dưới cộng cũng to to luôn nè. À, chè đều luôn. Rồi mình cho cái hoành luôn ha. Hoành 17. 17. Đế nôm đều. Tay cành kích giá. Mã 20 thì 350. Rồi 350 giá yêu thương ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 21. 21 luôn. Rồi 21 thì em này cao lấy 70 nha, ngang 70 luôn nha quý vị, cao 70 ngang 70 ha. Rồi xương cành nè. Rồi để luôn ha.
Rồi, đọc cái hoành luôn ha. Hoành 14. 14. Rồi, cái lông như đen. Mã 21 này 208. Rồi, 208. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã 22 luôn. Rồi, mã số 22 quý vị. Rồi, em này cao tầm khoảng là hết đỉnh nó trên chắc khoảng tầm 1m2 quý vị. Rồi, tán ngang khoảng 80 ha. Hết đỉnh nhỏ xíu, siêu này là khoảng 1m2 đây. Rồi, xương cành nè. Xương ngang 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 không đây ha. Rồi, đế luôn. Để quá sao một đế nè. Rồi, cho cái quành luôn ha, đế nè. Tứ diện hai dưới có cái củ nở luôn. Quành 15. 15. Đó. Rồi, giá luôn như đen. 22 này 350. 350. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Số 23. 23 luôn. Rồi, 23 thì em này cao tầm lấy 1m5 thôi nha quý vị. Tán ngang hôm nay khoảng 80.000 ha. Đây, 1m5 cao. Xương ngang ngang đây. Rồi, xuống đế luôn. Đế đẹp luôn, kính bầu luôn. Cộng bự nè. Rồi, mình vô cái hoành luôn. Hoành 19. Rồi, cái lúc như đen. Mã 23 này 400. 400. Rồi, xuống cây. Hoành tới 19 luôn đó quý vị. Rồi, mã số 24. Mã 24 luôn. Rồi, 24 thì em này cao tầm chắc cũng khoảng 90 ha. Ngang cũng cỡ 90 luôn. Đó. Xương cành cũng ngang ngang không nè. Quá xá xương cành nè. Kích kích luôn nè ha. Rồi, đế. Đế cộng bự 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 luôn. Và đều cái bầu luôn á. À, rồi, vô quanh luôn. Này đẹp quá vậy. Quanh 17. 17 quanh. Đế đẹp tàn đẹp. Giao luôn như đem. Mã 24 này 400. 400 quá vậy. Rồi, xuống cây. Giá có tiếp tục thương, 25 ha. Luôn. 25. Rồi, mã 25 thì em này cao tầm hết đỉnh lấy 1m5 thôi ha, tán ngang khoảng 60 nha quý vị. 60 ngang, cao 1m5. Nhanh tay trước mã 25 này anh chị. Rồi, xương cành cũng kích kích luôn nè. Rồi, đế. Rồi, đế gắt quá ha. Đó. Gắt. Đế này bị gắt. Đó. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 15. Rồi, 15 hoành. Giao luôn như em. Mã 25 này 350. Rồi, 350. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 26 luôn. Mã 26 thì này cao tầm khoảng là 1m4 ha. À, lấy hết đỉnh nhỏ trên. À, tán ngang khoảng tầm là 70 nha quý vị. À, lấy hết đỉnh nhỏ trên khoảng 1m4. Rồi, xương cành luôn. Xương cũng khích khích đây ha. Rồi, đế luôn, đế đây. Đó. Rồi, vô hoành luôn, đế cũng đặt kẹo ở trên nè. Hoành 14. 14 hoành. Rồi, vô luôn như đẹp. Mã 26 này 250. 250. Rồi, xuống cây. Mã 27 luôn. 27 lên luôn. Rồi, mã số 27 này mình lấy 1m5 thôi, lấy gọn gọn 1m5 nha quý vị. À, tán ngang thì khoảng tầm 80 ha. Rồi, xương cành đây. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, cho cái hoành luôn như sau. Hoành 15. 15 hoành. Em luôn như em. Mã 27 này 250. Rồi, 250. Rồi, xuống cây. Rồi, lên mã 28 luôn. Rồi, mã số 28 này cao lấy 1m3 thôi nha quý vị. Tán ngang lấy khoảng 60 ha. Hết 3 thì lấy hết cái này. Xương thì nó quá xá luôn. Đặt hết trơn nè. Đặt kẹo hết trơn ha. Rồi, xuống kế luôn cái gì. Có cái bình rượu kia bên. Này bình rượu nè. Đó, rồi, cho cái quành trong cái bình rượu đó. Quành 14. Đó, bình rượu tâm. Rồi, giao lưu cái bình rượu này. Mã 28 này có bình rượu 300.
300 à. Đó. Xuống cái có cái vòi dành rót rượu đó. Rồi mã 20. Ủa 29 đó nãy mã số vừa rồi mấy? 28 sau này 30 29 8 hả? Rồi. Rồi mã số tiếp tục cây 29 đây quý vị, lên lộn cây ha. Rồi mã số 29 thì em này cao lấy 1m6 nha quý vị. Đá ngang lấy khoảng 60 ha. Rồi đọc chủ đây. Đó, xương cành nè. Cành cũng khá quá nè. Để luôn. Để đẹp quá nè quý vị. Tất nhiên có đủ ha, cộng bự 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 không nè. Rồi vô cái hoành luôn. Thủ nở nữa nha. Hoành 19. Rồi 19 hoành. Rồi vô luôn như đây. Mã 29 này 300. 300. Rồi xuống cây. Rồi bây giờ mới lên để em tầng tròn tròn hồi nãy đây, mã số 30. Đó, em tầng tròn tròn nè. Thì em này cao lấy cao 80 thôi nha quý vị. Tăng ngang lấy khoảng tầm 90 đi ha. À, thì đọt chủ nó nằm ở đây nha quý vị. Dừng lại ta. Đây đọt chủ nó đây nha quý vị. À, đây ha. Đó, về quý vị có thể cắt bớt mấy em này lại cái ha. À, xương cành đặt kẹo nè. Rồi để luôn. Rồi dừng lại cho cái hoành nó luôn nha. Để thì cũng dắt dòng cộng bự không nè. Hoành 16. Rồi 16 hoành cho luôn nha đen. Mã 30 thì 350. Rồi 350 ha. Rồi xuống cây. Mã 31 luôn. 31 lên luôn. Rồi 31 đây quý vị. Em này cao hết đỉnh chắc khoảng tầm 1m6 ha. Đá ngang khoảng 60 quý vị. Rồi đọc chủ đây. Đó. Xương cành này quý vị về vô nhôm hoặc là gị dây vậy ra ha. Đó, cũng đặt hết trơn nè. Đây, để đây. Thế con gì đây? Ngóc đậu cũng kẹt hết trơn. Rồi, cho cái hoành luôn ha. Hoành 17. 17. Rồi cho luôn như đây. Mã 31 này 400. 400. Rồi xuống cây. Mã 32. 32 cuối lên clip luôn ha anh chị ơi. Cuối clip luôn. Rồi em này cao lấy hết đỉnh khoảng 1m6 nha quý vị. Đá ngang em này chắc cũng khoảng 80 ngàn. Cây 33 nó mà 32. Đó, xương cành nó quá xá xương luôn. Cái nghẹt cây đó nè. Để đẹp nha. Xương cũng to to không nha. Để bàn xè đều cái bầu trơn nào luôn. Cũng có trơn nè. Nào cũng có trơn ha. Anh chị cứ nhanh tay chốt cái này nha. Cho cái hoành nó luôn ha. Hoành 17. 17 hoành. Rồi cho luôn nhiêu đem. Mã 32 là 450. Rồi 450 rồi quý vị. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích mã số nào cứ alo trực tiếp cho Lệ Tâm nha quý vị. Số điện thoại của Lệ Tâm thì mình để trên phần tiêu đề nha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình lúc sau.